Hello everyone. Welcome to Learning English with my channel again. Today we learn English in grade 5. Bà sắp đây nên ọc ní bà xóm xóa cúng cho bố ca chung rìm sao ông lấy tạm địa chân này bọc chung bát. Hello, grade 5 student mà. Sắp đây bằng ngôn hạ thị prám. We couldn't see each other 2 weeks ago. Bà dương mình bàn chụp ní rìa bê bí sắp đài cả lòng 12. How have you been? Và nên ngọt như sắp bài thế. Ok, today we study unit 2 animals on the farm. Và nên ngày này cứ dừng riêng ông Pi, mê riêng tí Pi, sắp bì hẳn nạ, sắp nơi ai cả sẽ thàn. Part A và A nè. Ok, please open your book all together to turn to page 30. The first, we learn about vocabulary. Bạn chương đồng bốn, nhưng từng ọc ní riêng ẩm phí. Phía đại bị bạc là bao dưới, các phía đại dưới trâu riêng. Ok, now. Look at the pictures. Listen and repeat. Look at the pictures. Bạn mơ rụp hiếp. Listen and repeat. Snap hai nâng thả tạm. Ok, number one. Chicken. Chicken và chicken mòn đấy. Chicken as chicken cứ mòn. Picture two cow. Cow và cow cứ sắt cô mê mà. Duck. Duck và duck cứ sắt tìa. Egg. Egg và cứ bồn rồi có sụt. Ox. Ox và cứ cô chmô nế. Cows cô mê cô rồi có cô mê nế. Đó về ox và cứ cô chmô rồi có cô bà. Pig. Pig. True. Ok, now read again. Chicken. Chicken. Cow. Cow. Duck. Duck. Egg, egg, ox, ox, pig, pig. Okay, thank you. Now go on our lesson to spell the word. Okay, là spelling và cái ประกอบ. Bạn nên không sao anh lý, không sao khmer bao dương. Cái lệnh ประกอบ này cứ xin copy ở cả đạo vị nhì nhé. Và okay. Bất tài năng sáng lý dân thả spell và spell each word in the box with your partner. Spell each word bà có biết ni mùi ni mùi in the box bà năng khăn bà ọp with your partner và partner này cứ đáy cù nế chì mùi năng đáy cù rồi bỏ nè. Chicken. Chicken bà chicken. I spell C H I C-K-E-N. Chicken. Cow. I spell C-O-W. Cow. Duck. Duck. D-U-C-K. Duck. H. H. E-double-G. H. Ox. Ox. O H. Ox. Pig. 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 P I G. Okay, now read again. Spell each word in the box with your partner. Chicken. Cow. Duck. Egg. Ox. Pig. Okay, là dùm mưu ca sẵn tình yên ok. Please spell the word chicken. Bà xóm bà có biệt thả chicken. Chicken I spell C-H-I-C-E-C-K-E-N. Ok, chẳng nào bê đại dương kê xu ở dương bà có. Bà này thay kì ở dương rộp ở sổ nế. Nên khá nông bà sao anh lê bà. Mình miễn bị đôi thả bị khao những sẽ ảnh khá là chẳng màu dân phạm ở xó kê chân tay. Sợ ảnh khá là.
Okay, now go on our lesson. Ta chim mình tiếp tục mà. See reading. Ba reading chúng ta sẽ bỏ prae ở đi tê. Reading cứ omnan. One, listen to your teacher and repeat. Listen to your teacher and repeat. Snap group bằng riêng rồi bọn nè hai thả tạm. Before you read. Before reading, please see our picture all together. Okay. There are four people in the picture. Some cows, ox, and some pig, chicken, and duck. Okay, now read all together. Who is farm? Mà ta chỉ cả sẽ than được bọn này nào kê nó. Now read all together. Mr. Sot is a farmer. Mr. Sot is a farmer. Lục Sot cứ chỉ cả sẽ có mà nè. Farmer nên cả sẽ có nè. Every year he plants rice. Every year he plants rice. Bà chỉ riêng rồi cho nắm quạt đám sợ. Also, he raises many animals on his farm. Bà quạt có trình châm sát chỉ trán phong đài nếu ai cả sĩ thán rồi bỏ quạt bà also nướng phong đài nữa. Also, he raises many animals on his farm. There are some ducks. Ba mean tia kla kla. Chickens, mon. Oxen, go chmo ting lai. Pigs and cows. Ba chrook hai nung go me kla kla. He sells all the farm produce to the market. He sells all the farm produce to the market. Ba quat lu phlatapal kasikam rue teang oh ko robos quat teu sa. His family is very happy with their work. His family ba krusa robos quat family ning krusa is very happy ba rich ri na ne with their work ba chmuoy nung kich ka robos pu ke there ni keu mok keu chi khlak mok piak tha they ne there ba prae tha robos pu ke ba. Now read again. See reading. One, listen to your teacher and repeat. Mr. Sot is a farmer. Every year he plants rice. Also, he raises many animals on his farm. There are some ducks, chickens, oxen, and pigs, pigs and cows. He sells all the farm produce to the market. His family is very happy with their work. Okay, thank you. You can try to read step by step again and again at your home, at your free time. Và chẳng điện dương tình ọc ai dương ai chị dìm an mà đoàn hai mà đoàn tiết đoàn tích mà đoàn tích nó bị đại tùm nề nế. Ok, continue our lesson. Okay, after you read the text, please ask answer the question. Bà chẳng bật tòa bình tình ọc nhìn bà nà ăn là bọt hai xùm chlái nơi xùm nua rồi bỏ dương. Okay, you can see the many questions on page 31. Bạn dừng ai khơn xâm nu chỉ trả nơi ai tầm bộ tì xám sạm muối. Okay, now read the question with me all together. Example,
What does Mr. Sot plant? Ta lục sột nâng cột bàn đâm ở vầy khá. Cột bàn đâm ở vầy. He plants rice. He plants rice. Bà cột đâm sợi. Ok, đó tiện tông cho nâng bịa kệ để giả sạp để mình ai nâng khi bạn làm được ngọt như này cao bì mình riêng môn môn hai để xa tệ kệ để giả sạp để bà chỉ mùi nâng he, she, it rồi có chỉ mùi nâng nam ở nha. Đại khả nông xa ông lê cái hào thật third person sing third person nâng của rõ tị bay nâng cứ dương trở tệ thèm thèm e rồi có ý ý e và chân chung ọt như làng vinh tê khả nông video mê riêng này. Năm question 1. Where does he raise animals? Where does he raise animals? Ta quát chinh châm sát nâng ai ná. Number question 2. What animals does he raise? What animal does he raise? Ba chân. Nói chung, mình chung pram tha oi tệ kê rìa sắp đẹp pra chìa mùi nâng bà rò thị bấy. He, she, it. Đấy nâng cư dừng thẹp ai cho mô ả ní mà cầm một thái bà. Chân nâng khôn bà dục xâm nô cư dừng ở thèm ai tê để xa tệ miên thus ngô mục hai bà. Ok, I hope you understand. Bà nhìn sẽ khám tặng được hình dồn. Number question 3. Where does he sell his farm produce? Where does he sell his farm produce? Bà ta quật lụ phá tập hòa cả sĩ cam bật bỏ quật nâng nơi ai nà. Number 4. How does his family feel? Feeling à rộm. How does his family feel? Ta cru xa rộ bỏ quật mìn à rộm đôi mặt đèn. Okay, now answer the question all together. Please check your answer with me. Ta dương kênh châm lai rồi dương ọc ní châm mươi nâng chúm. Question 1. Where does he raise animals? He raises animals at the farm. He raises. Bà chân kà nà chì ọt miên does. Kà nà miên does. Bà chân kà nà phụ dung châm lai. Cứ dừng trở thành thêm S rực ES ở vai ở kia rìa sạp. He raises animals at the farm. Và quát trên chấm sát nơi ái cả sự than. Question 2. What animals does he raise? Ta quát trên chấm sát ở vai khá. He raises some ducks, chickens, oxen, pigs, and cows. He raises ducks, chickens, oxen, pigs, and cows. Bà cót chinh châm sạch tìa khla khla. Sạch mê bờ mê món. Cô tiếng cô chmô tiếng lái chú khla khla. Hai nâng mê cô khla khla. Question 3. Where does he sell his farm produce? Bà ta quát lụ là tập hòa cả sẽ cầm rồi bỏ quát nào ai nào tới. Answer. He sells his farm produce to the market. He sells his farm produce to the market. Bà ta quát lụ là tập hòa cả sẽ cầm rồi bỏ quát tới nơi ở tập xa. Rồi còn nơi em xa. Question 4. How does his family feel? Ta arom rồi bỏ cổ xa quát mình arom dạng mạch. His family is very happy. Và cổ xa rồi bỏ quát cứ mình arom sắp bài đi khả lạng nè. Now read all together again. Number 2. Và cái này như bật nè. Ask and bật and nè. Ask and answer the questions. Bà xua nâng cho lại xong nú. Example. What does Mr. Sot plant?
He plants rice. One, where does he raise animals? He raises animals at the farm. Number two, question two. What animals does he raise? He raises some ducks, chickens, oxen, pigs, and cows. Question three. Where does he sell his farm produce? He sells his farm produce to the market. Question four. How does his family feel? His family is very happy. Okay, thank you for your practice English things and practice English with me. Goodbye. See you soon. For next video, I will share you English great tips again. Bye. See you soon.